Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường xử lý kỷ luật cán bộ trên tinh thần nhân văn. Mới đây, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Về thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên, đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 132 đảng viên, 20 tổ chức đảng, tham mưu Ban Bí thư thành lập 2 đoàn giải quyết tố cáo đối với 2 đảng viên. Khi phát biểu kết luận buổi làm việc, trong số nhiều nội dung thì Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong đó, tập trung kiểm tra xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh. Việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, song trên tinh thần nhân văn, trị bệnh cứu người. Mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn. Phát huy các nhân tố mới, tích cực, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Yêu cầu xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên. Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 78 tổ chức đảng và 23 đảng viên. Qua kiểm tra, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 156 tổ chức đảng và 371 đảng viên. Yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 82 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 47 tổ chức đảng và 88 đảng viên. Xem xét giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 9 đảng viên, 1 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 29 đảng viên, kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 115 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên bằng các hình thức. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, kê khai tài sản, thu nhập, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, vốn, tài sản nhà nước, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Việc thực hiện các dự án gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện. Các vi phạm liên quan đến tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, giám sát 213.336 tổ chức đảng và 544.761 đảng viên, xem xét giải quyết tố cáo 3.168 đảng viên và 100 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 601 đảng viên, thi hành kỷ luật đảng 66.433 tổ chức đảng và 1.360 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 95.863 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật 41.773 tổ chức đảng.
Ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập 7.393 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Trở lại với nội dung chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng năm. Trong đó, trước mắt là tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả, chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Hai là rà soát sửa đổi bổ sung, tham mưu cho Đảng xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn. Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng và các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội 14 của Đảng. Tập trung nghiên cứu, tổng kết thi hành điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng. Ba là Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng. Trọng tâm là kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm, những vấn đề nổi cộm còn tồn đọng, gây bức xúc trong xã hội. Tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. 4 là thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh. Việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, song trên tinh thần nhân văn, trị bệnh cứu người, mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn. Phát huy các nhân tố mới, tích cực, bảo vệ cái đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Năm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với các tổ chức đảng liên quan, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Tăng cường sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Trung ương, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, giám sát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.